Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị mình một nền đất ở ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha. Đất của mình sẽ có hai mặt tiền luôn nha quý cô chú anh chị mình ơi. Thì đây là mặt tiền thứ nhất nè, đây là đường nhựa N5 nha. Thì miếng đất của mình anh chị sẽ nằm phía bên cái chiếc xe tải đó anh chị. Thì ở chút xíu nữa thì Tiến sẽ chạy qua cái hướng mặt tiền bên kia tới cho anh chị xem nha. Thì đây là mặt tiền đầu tiên của mình, là mặt tiền bên kênh nha anh chị. Đây là con kênh, thì diện tích đất của mình anh chị là sẽ là ngang 5m, dài 17m. Đất của mình hiện tại đang là đất cây lâu năm, nhưng mà lên thổ cư được nha anh chị ơi. Xung quanh thì người ta xây nhà cửa xong hết rồi. Và anh chị thấy là có chiếc xe tải đậu bên kia, thì đường bê tông bên kia cũng là đường 4m nha. Đây là đường nhựa, còn mặt tiền bên kia là mặt tiền 4m. Thì theo hướng này anh chị mình đi khoảng 1,5 cây số, mình sẽ đến với lại chợ Tân Mỹ Chánh nha. Hoặc là mình quẹo phải theo đường Trần Thị Thơm này nè, thì mình sẽ đi về là quốc lộ 50, ngay chỗ trường mầm non Rạng Đông đó anh chị ơi. Chỉ có là 1,8 km thôi. Còn nếu mà mình đi về hướng ngược lại thì mình sẽ đi về là chợ Gò Cát nha anh chị, là 2 cây số là mình đến với chợ Gò Cát. Còn từ đất của mình mà mình đi vào trung tâm thành phố Mỹ Tho, ngay chỗ trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang đó anh chị, là chỉ có là 2,4 km, là mình đi khoảng 6 phút tại là mình đến với lại là trung tâm thành phố Mỹ Tho rồi, rất là gần luôn nha anh chị ơi. Thì bây giờ chút xíu nữa Tiến sẽ chạy qua bên hướng bên kia để mà mình xem cái đường bê tông 4m bên kia nha. Nếu mà mình xây nhà đó anh chị, thì anh chị có thể là quay cái mặt hướng về đường nhựa này á, là sẽ là hướng đông bắc, còn bên kia là hướng tây nam nha anh chị. Và giá của miếng đất này đó anh chị, ngang 5 dài 17m này, cây lâu năm á, là sẽ có giá là 740 triệu nha anh chị ơi. Anh chị nào mà muốn mua á, thì cứ alo trực tiếp cho Tiến qua số điện thoại là 0787 686 293 để mình mua nha. Và bây giờ thì Tiến sẽ chạy qua cái mặt tiền hướng bên kia để mình xem cái mặt tiền bên kia là nó sẽ là như thế nào nha anh chị ơi. Ở đây thì mình quẹo phải nè, nếu mà mình đi thẳng đường này luôn á thì mình sẽ đến với quốc lộ 50 nha, là khoảng 1,8 cây số là mình đến rồi. Và đây là cái đường vào đất của mình mà mặt tiền hướng bên này nha. Mặt tiền này thì đường bê tông là tầm khoảng 4m nha anh chị. Đó, anh chị thấy là xe tải đậu rất là bình thường. Và cái nền đất của mình á, sẽ liền kề với lại cái nhà đó luôn nha anh chị ơi, là có trụ bê tông sẵn rồi nha anh chị. Mình có ranh giới sẵn sàng luôn. Và anh chị thấy đây là từ nhà đó qua đây là 5m và sâu vô là 17m là miếng đất của mình. Và chiếc xe tải này đang đậu nhờ trước miếng đất của mình nè anh chị. Anh chị thấy xung quanh đây là ở dân cư hiện hữu nè, điện nước đầy đủ hết luôn rồi nha anh chị ơi. Đất sẽ có giá là 740 triệu nha anh chị. Mình có xe hơi xe tải gì thì mình đi thoải mái nha. Còn nếu mà mình muốn mặt tiền bên kia thì mình xây cái cầu xe hơi bên kia. Nhà mình sẽ quay về hướng bên kia nha, mặt tiền lộ nhựa nha. Chào tạm biệt quý cô chú anh chị.